mình về, nguyện làm một chiếc lá đa xuân về. Kính thưa thầy, con tên Yến Tuyết, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con có một câu hỏi rất mong thầy có thể khai vấn giúp cho con về việc tự học ạ. Theo sự tìm hiểu của con qua radio Cái Nền về các bài giảng của thầy thì tự học có thể là tự nghiên cứu sách vở và cũng có thể là tự đọc báo. Nhưng vì tư duy của con chưa tốt và con cũng ít học nên con cũng chưa biết cách để tìm hiểu việc tự học. Thầy có thể cho con một ví dụ được không? Mình tìm hiểu tại sao qua việc đọc báo, đọc sách hay là như thế nào ạ? Có thể qua việc đọc báo để tìm hiểu tại sao thì có thể một vấn đề mình sẽ bị dẫn dắt theo ý của người viết. Mong là thầy sẽ chỉ dạy cho con về chi tiết về việc tự học này. Con cảm ơn thầy. Đây là câu trả lời của thầy cho câu hỏi AA1 của Yến Tuyết về tự học. Yến Tuyết ạ, thầy chúc mừng con nhé. Con tự nhận là ít học. Con tự nhận là con kiến thức của con chưa đủ để mà có lý luận hệ thống và tìm hiểu được nơi nào là nơi sách nào để tự học. Và con xin ý kiến của thầy. Thầy rất vui con ạ. Thầy rất vui bởi vì cái sự tự học ấy, cái sự khát khao tự học ấy, nó bắt đầu bằng cái việc làm như con. Tức là mình thấy rõ ràng là mình đứng trước một cái vực thẳm mà mình không nhìn thấy cái gì cả. Và bây giờ mình bảo là cuộc đời của mình chẳng lẽ mình sống mãi với cái vực thẳm này, mà mình sống mãi với cái sự mù mờ này, mình chẳng hiểu cái gì nó liên quan đến cái gì, mà mình chẳng biết rằng cái gì nó sẽ xảy ra. Mà rồi như thế thì cái cuộc sống của mình là mình không có thể dự báo được. Nếu mà mình không nối liền được tất cả các hiện tượng với nhau thì mình không bao giờ dự báo được. Do đó cho nên là con có một sự khát khao mà thầy có ý khen con nhé. Con biết không, cái sự tự học ấy nó tới chậm lắm ở ban đầu, nhưng mà sau này khi mà mình đã bắt đầu mình biết tự học rồi thì nó tới nhanh lắm mà nó thú vị lắm con ạ. Thế thành ra chính vì sau này nó thú vị mà thầy khuyên con nên kiên trì. Thế thì mình bắt đầu bằng cái gì? Bây giờ thí dụ như là con nhìn thấy một cái hiện tượng mà con không giải thích được. Thế thì mình phải hỏi tự sao, tại sao và tại sao. Và tất nhiên là mình không trả lời được. Thế nhưng mà muốn trả lời đó thì mình sẽ đọc những cái bài báo khác. Tức là mình sẽ đọc thêm. Có báo chí này thì nó viết như thế này về hiện tượng đó, nhưng mà cùng một lúc nó sẽ có những báo chí khác nó viết khác đi. Và cùng một lúc mình lên mạng hoặc là lên Google đấy, mình hỏi nó rằng có ai nghĩ về cái vấn đề này không. Mình đánh cái chữ từ khóa đấy. Mình đánh cái từ khóa và mình thấy rằng là ô, có tác giả này nói về cái này, có nhà văn kia nói về cùng vấn đề, có một chính trị gia cũng lại bàn luận về vấn đề này. Thế thì mình thấy nó bắt đầu nó có những quan điểm này, quan điểm nọ chung quanh cái vấn đề đó. Và dần dần mình vỡ ra con ạ. Cái chuyện vỡ ra đó, nó là một chuyện, một cái quá trình rất là cá nhân. Chứ nó không thể nào mà bảo rằng mình hiểu được tự học ngay từ khi mình quyết định tự học là mình biết phải làm sao. Thế nhưng mà khi mà con làm cái đó rất là thường ấy, thì rồi dần dần ấy, con mới nối liền được các cái hiện tượng với nhau. Và khi mình bắt đầu nối liền được các hiện tượng với nhau thì mình mới hiểu được tại sao và tại sao. Và mỗi khi mình hỏi tại sao thì dần dần mình đi tới cái lý do gốc của nó. Tức là mình biết là nguyên thủy cái lý do gốc nó là tại sao. Và khi con bắt đầu con nắm được lý do gốc rồi thì ôi giời ơi, nó có cả một cái chân trời nó mở ra cho con. Đó là mình bắt đầu mình hiểu được tất cả những hiện tượng nó nối liền với nhau như thế nào. Cái nào là cái ảnh hưởng, cái nào là cái hệ quả, và cái nào là cái nguồn gốc của vấn đề. Một khi con làm được cái việc đó, thế thì con cũng học luôn được thế nào là lý luận hệ thống. Thầy chúc mừng con, bởi vì khi mà con mà đã đi được đến cái lý luận hệ thống rồi thì con không cần phải học sách nữa đâu. Lúc đó là con chỉ cần quan sát cuộc sống, và con có đủ cái dụng cụ ngay trong bản thân của mình để mà mình hiểu cuộc sống. Và từ khi mà mình hiểu cuộc sống thì mình mới tạo được cái hạnh phúc một cách bền vững cho chính mình. Thế thành thử ra bắt đầu bằng kiên trì nhé con nhé. Và khi con bắt đầu kiên trì thì con sẽ hiểu được là lúc đó con sẽ hiểu được rằng là con phải động viên cái nội lực của con phải động viên cái trí tuệ của con tối đa. Và con sẽ tìm sự giúp đỡ ở trong mạng, ở những cái lời nói của những cái người ta đã đi qua những vấn đề đó.
con nhé. Thế thầy chúc mừng con đấy, thầy khuyến khích con kiên trì và thầy chúc con thành công trong một cái sự nghiệp mà bao giờ cũng bắt đầu bằng sự tự học con ạ. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái miền.